tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn. Hôm nay còn bà còn có dâu nữa này. Bà, dâu bà mới mọc đấy. Ồ, hôm nay mồm bà còn to nữa bà. Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy. BBTV. Khăn đỏ ơi. Dạ. Để bố dặn nè con. Sao chuyện gì à bố? Bà bị bệnh, con mang một ít bánh cho bà nha. Vâng ạ. Bố nha. Nè, nè, nè. Nghe bố dặn nè, đi đường con nhớ đi đường thẳng, không được đi đường vòng vô rừng, kẻo gặp sói đó. Đi đường thẳng, không được đi đường vòng phải không bố? Ừ, không được vòng vô rừng nha. Vâng ạ. Nhớ lời bố dặn đó. Vâng, con chào bố ạ. Sớm về sớm nha con. Đẹp quá. Ở đây có đường thẳng, thế này đường vòng. Ồ, đường vòng nhiều hoa đẹp quá. Hay là mình sang hái một ít hoa về tặng bà đi, chắc là bà sẽ vui lắm đây. Ôi dồi ôi, tuy mình là chó sói nhưng mình thấy mình còn đẹp hơn cả chó Tây với cả chó ta nữa chứ. Sao thì đói bụng thế này? Mình ngửi thấy mùi thức ăn quanh đâu đây? Wow, hoa đẹp quá. Thơm nữa chứ. Đúng là nhiều hoa. Bà chắc là thích lắm đây. À, nhiều hoa quá. Cháu chào bác sói ạ. Bác chào cháu. Cháu đi đâu đây? Dạ thưa bác, là ba cháu bị ốm, cháu đưa mang bánh đến cho bà. À, thế nhà bà cháu ở đâu? Dạ, nhà bà cháu ở cuối bìa rừng bác ạ. Ở dưới một cái cây sồi rất là to luôn. À, bác bảo này. Dạ. Ở bên kia kìa, rất là nhiều hoa và bướm đẹp đấy. Nhiều hoa lắm à bác? Cháu đến đấy hái hoa tặng bà đi. Thế cháu đi hái hoa thêm tặng bà đây ạ. Cháu chào bác. Bác chào cháu. Thế là ta sắp có thịt để ăn rồi. Bây giờ ta sẽ đến nhà của bà cô bé kia và ăn thịt bà cô bé trước. Sau đó ta sẽ đóng giả bà cô bé và ăn thịt cô bé đấy luôn. À, no quá. Bây giờ ta sẽ tìm quần áo của bà, ta mặc vào, ta đợi tí nữa cô bé kia đến, ta ăn thịt luôn. Bà ơi, con mang bánh đến cho bà đây ạ. Bà đỡ ốm chưa? Trên đường đi con có hái hoa tặng bà nữa này. Bà ơi, sao hôm nay tai bà to thế à bà? Tai bà to để bà nghe cháu nói rõ hơn. Sao hôm nay mắt bà to thế à bà? Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn. Tay bà cũng to nữa bà. Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn. Hôm nay còn bà còn có dâu nữa này. Bà, dâu bà mới mọc đấy. Ô, hôm nay mồm bà còn to nữa bà. Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy. Ôi, thế là no nê. Bây giờ ta phải ngủ một giấc đã mới được. Ô, sao có tiếng gáy lạ thế nhỉ? À, hóa ra là một con sói. Mà bụng nó to thế kia chắc là ăn thịt bà cụ rồi. Mình phải vào cứu mới được. Hai bà cháu cảm ơn bác thợ săn. May mà có bác. Không có gì đâu bà. Biếu bác giỏ bánh. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà. Vâng. Cháu tặng bác mấy bông hoa. À, bác xin nhá. Vâng ạ. Bác cảm ơn ạ. Cháu cảm ơn bà. Vâng. May mà có bác không thì không biết hai bà cháu thế nào. Vâng ạ, bây giờ cháu xin phép bà với cháu nhá. Vâng, chào bác. Chào bác ạ. Ý, may mà có bác ấy đấy.
là lỗi tại cháu bà. Sao thế? Cháu không nghe lời bố dặn ạ. Cháu còn la cả dọc đường, xong rồi còn vào rừng hái hoa nữa ạ. Nên là mới gặp sói bà. Thế lần sau khăn đỏ của bà phải nghe lời bố mẹ dặn nhá. Chúng ta đi đâu phải đi đến nơi về đến chốn, không được la cả dọc đường, nhớ chưa? Thế bây giờ khăn đỏ của bà xuống bếp để bà nấu cơm cho ăn nhá. Vâng ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.